Đạo diễn phim Võ Hiệp Kiếm Khách Song Kỳ Trấn qua đời ở tuổi 65. Ngày 11 tháng 1, tờ Sohu đưa tin, Hiệp hội Đạo diễn Điện ảnh Trung Quốc thông báo đạo diễn kiêm nhà sản xuất phim nổi tiếng, cựu Tổng Thư ký Hiệp hội Đạo diễn Điện ảnh Trung Quốc Hà Bình đã qua đời vào ngày 10 tháng 1 tại Bắc Kinh do nhồi máu cơ tim, hưởng thọ 65 tuổi. Đạo diễn Hà vừa tổ chức sinh nhật cách đây 3 tháng. Thông tin ông qua đời khiến nhiều đạo diễn, diễn viên và người hâm mộ xót xa tiếc nuối. Đạo diễn Hà Bình sinh năm 1957 tại thành phố Thái Nguyên, Sơn Tây, Trung Quốc. Cha ông là người sáng lập phong trào kịch nói Sơn Tây. Mẹ là diễn viên nữ duy nhất xuất hiện trong phim Kiều của điện ảnh Trung Quốc thời kỳ đổi mới. Dưới sự ảnh hưởng của gia đình, ngay từ nhỏ Hà Bình đã có niềm khao khát được hoạt động nghệ thuật. Năm 22 tuổi, ông bắt đầu dấn thân vào lĩnh vực điện ảnh, làm phóng viên hậu trường cho đoàn phim Trúc. Từ năm 80, Hà Bình đảm nhận vai trò trợ lý đạo diễn cho nhiều phim nghệ thuật. Từ trợ lý, Hà Bình dần chuyển sang quay phim và làm đạo diễn phim điện ảnh. Năm 88, Hà Bình tham gia dàn dựng bộ phim Chúng Ta Là Thế Giới với vai trò đạo diễn. Từ đây, sự nghiệp đạo diễn của ông mới bắt đầu thăng hoa. Hà Bình là người đi đầu trong số thế hệ đạo diễn thứ 5 của điện ảnh Trung Quốc, đại diện cho phẩm chất ưu việt nhất của các đạo diễn tiên tiến. Thế hệ đạo diễn thứ 5 của Trung Quốc bao gồm Trương Nghệ Mưu, Trần Khải Ca, Điền Tráng Tráng, Hoắc Kiến Khởi, Hạ Cương, Trương Kiến Á, Hoàng Kiến Tân. Những người thuộc thế hệ đạo diễn thứ 5 được ám chỉ những đạo diễn trẻ nhập học năm 78 và tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh sau năm 82. Các tác phẩm của họ đều có sự tương đồng nhất định trong quan niệm văn hóa, tính thẩm mỹ và có phong cách sáng tạo riêng trong quá trình làm phim, tạo nên huyền thoại của điện ảnh Trung Quốc. Năm 91, Hà Bình gây chấn động làng điện ảnh Trung Quốc với tác phẩm Võ Hiệp Kiếm Khách Song Kỳ Trấn. Thập niên những năm 90 là thời kỳ phim võ hiệp đang ở đỉnh cao. Tuy nhiên, một thể loại phim võ hiệp khác cũng được ưa chuộng không kém là Tây Bộ Võ Hiệp Điện Ảnh. Ý chỉ những bộ phim võ hiệp lấy bối cảnh ở phía Tây Bắc Trung Quốc, làm trung tâm của câu chuyện. Bộ phim nổi bật nhất chính là Kiếm Khách Song Kỳ Trấn của Hà Bình. Kiếm Khách Song Kỳ Trấn được Điện ảnh Hồng Kông đánh giá là một trong 10 phim điện ảnh Trung Quốc hay nhất năm. Thậm chí khi làm phim Quốc sản 007, vua hài Châu Tinh Trì cũng bắt chước cốt truyện của Kiếm Khách Song Kỳ Trấn. Toàn bộ tổng kinh phí làm phim thời điểm đó là khoảng 4,1 tỷ đồng. Sohu cho biết thêm, để tìm được Song Kỳ Trấn hoàn hảo như trong kịch bản, đạo diễn Hà Bình và ekip đã đi bộ khoảng 10.000 dặm ở hành lang Hà Tây. Ngoài ra, đạo diễn Hà còn tham khảo nhiều sách cổ và tiến hành kiểm tra bối cảnh để có thể lên hình được ưng ý nhất. Kiếm Khách Song Kỳ Trấn giới thiệu một phương pháp kể chuyện hoàn toàn mới, khác hẳn với dòng phim võ hiệp truyền thống. Kiếm Khách Song Kỳ Trấn nhận được nhiều giải thưởng điện ảnh danh giá, trong đó có giải Kim Kê lần thứ 11. Ngoài Kiếm Khách Song Kỳ Trấn, Hà Bình còn làm đạo diễn nhiều phim võ hiệp khác như Thiên Địa Anh Hùng, Pháo Đả Song Đăng. Ông còn tham gia diễn xuất trong một số bộ phim nổi tiếng như Kiến Đảng, Vĩ Nghiệp, Đại Uyển. Kể từ năm 2010, số lượng phim ảnh của đạo diễn Hà giảm dần. Ông là người có đóng góp to lớn cho điện ảnh Trung Quốc và ngành công nghiệp phim ảnh nói chung. Nổi tiếng và thành công nhưng đạo diễn Hà Bình rất thận trọng và kín tiếng, không bàn luận công việc chuyên môn của mình. Dù đạt được nhiều danh hiệu nhưng Hà Bình từng cho biết, trở thành đạo diễn chỉ là một phần lý tưởng trong cuộc sống của ông.